Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Alphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Chúa Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lộ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến gần nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa. Xin kính chào tất cả quý cộng đoàn. Hôm nay chúng ta đã quy tụ về đền Đức Mẹ Cứu Giúp này để tôn vinh Đức Mẹ dưới tước hiệu là Nữ Vương Các Tông Đồ. Và hôm nay ngày 28 tháng 10, giáo hội cũng đặc biệt kính nhớ hai thánh tông đồ Simon Nhiệt Thành, được gọi là Nhiệt Thành, Simon và Giuđa tông đồ. Khi nói về tông đồ, chúng ta đã nghe cha chủ tế nói lúc đầu lễ, chúng ta được thừa hưởng di sản của đức tin do các tông đồ truyền lại. Và đó là sứ mạng truyền giáo trong giáo hội của chúng ta. Công đồng Vaticano đệ nhị đã định nghĩa giáo hội như thế này: giáo hội từ bản chất là truyền giáo. Và công đồng đã mời gọi chúng ta tiếp theo sau đây: tất cả mọi Kitô hữu, tức là những người đã chịu phép rửa, đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng truyền giáo. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều được mời gọi trở nên các tông đồ của Chúa. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, trích trong thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, chúng ta nghe nói làm sao? Các tông đồ là những nền móng để xây dựng giáo hội, và chúng ta là những viên đá sống động để làm nên cái ngôi nhà của giáo hội ấy. Và chúng ta không ai được miễn trừ khỏi cái sứ mạng này hết. Và hôm nay cũng là đặc biệt khi mà chúng ta suy gẫm Đức Maria dưới tước hiệu là Nữ Vương Các Tông Đồ. Tôi mời gọi với bà và anh chị em nhìn đến ba đặc tính của một người tông đồ. Đó là cầu nguyện, thứ hai là ra đi, và thứ ba là chứng nhân. Và trong ba cái đặc tính của một người tông đồ như thế thì Đức Maria là khuôn mẫu tuyệt vời cho chúng ta noi theo, để chúng ta bắt chước và thi hành sứ mạng của mình trong thế giới và trong xã hội hôm nay. Về đặc tính thứ nhất, người tông đồ trước hết phải có đời sống cầu nguyện. Trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe,
Thánh Luca kể lại là Chúa Giêsu đi lên núi, Ngài cầu nguyện suốt đêm trước khi tuyển chọn 12 tông đồ. Núi đó là một cái biểu tượng của Thánh Thiêng, nơi mà Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau. Và Chúa Giêsu lên cái ngọn núi đó, Ngài cầu nguyện để Ngài chọn các tông đồ, để trước hết là các tông đồ phải sống đời cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa là trước hết trong đời sống của người tông đồ. Về điểm này á, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 Ngài đã nhắn nhủ các Kitô hữu như sau: điều gì để làm nên một người Kitô hữu? Có phải chăng đó là những việc thực hành đạo đức, xem lễ thường xuyên, thuộc giáo lý kinh bổn? Những điều đó là rất là tốt. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng của chúng ta, Ngài nói như thế này: để làm nên một Kitô hữu thì trước hết người đó phải là một người gặp gỡ Đức Kitô trong cuộc đời của mình. Và nhờ cuộc gặp gỡ đó, người ta được biến đổi, để rồi họ có những cái dấn thân và những cái chọn lựa trong suốt cuộc đời của họ. Nên việc gặp gỡ Đức Kitô để được biến đổi cuộc đời của mình, ngang qua đời sống cầu nguyện, là nét đặc biệt trước hết trong đời sống của một người tông đồ. Và ở điểm này, Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong đời sống cầu nguyện. Trong sách Công vụ Tông đồ, ngay chương thứ nhất, khi Chúa Giêsu về trời và Ngài hứa ban Chúa Thánh Thần sẽ được gửi đến cho các tông đồ, thì các ông chờ đợi trong tư thế nào? Công vụ tông đồ kể lại là các ông đi lên lầu trên và cầu nguyện cùng với bà Maria ở giữa các ông. Có sự hiện diện của mẹ, mẹ giáo hội ngay từ giây phút đầu tiên đó. Mẹ giáo hội đã ở giữa một cái cộng đoàn đầu tiên là 12 tông đồ, để cầu nguyện, để xin ơn Chúa Thánh Thần. Và nhờ đó giáo hội mới được ra đi, được lớn mạnh. Các tông đồ mới vượt qua nỗi sợ hãi của mình để công bố về Đức Kitô phục sinh. Và như thế Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời để mời gọi chúng ta sống đời tông đồ của mình trong tư cách của một người cầu nguyện gặp gỡ Thiên Chúa. Nếu chúng ta không có điểm này thì chúng ta không thể nói về Chúa cho ai hết. Đức Giáo Hoàng Francisco trong cái sứ điệp truyền giáo năm nay mà chúng ta vừa mới cử hành thánh lễ khánh nhật truyền giáo vừa rồi, Chủ nhật vừa rồi, Ngài nói á, giáo hội ra đi truyền giáo, điều căn cốt đó là phải loan báo về Chúa Kitô. Nếu mà giáo hội không loan báo, không có Chúa Kitô, thì giáo hội ấy không khác gì một cái tổ chức trần thế, một cái tổ chức xã hội dân sự, như bất cứ một cái tổ chức nào, phi chính phủ nào. Và có khi người ta còn làm tốt hơn chúng ta. Và nếu mà chúng ta không có Chúa Kitô thì chúng ta cũng chẳng mang điều đó đến được cho ai hết. Và Đức Giáo Hoàng cũng nói cái điều này trong tông huấn niềm vui tin mừng, khi mà Ngài nói rằng một con người đã gặp gỡ được Đức Kitô trong cuộc đời của mình thì họ được biến đổi, họ không còn sợ hãi, không còn cô đơn và không còn trống vắng nội tâm nữa. Họ mang cái khuôn mặt của niềm vui ân cứu độ, niềm vui có Chúa Kitô đến cho những anh em của mình. Và chúng ta chỉ có được điều đó ngang qua đời sống cầu nguyện. Và khi mà Thánh Thần được đến trên các tông đồ,
Các tông đồ ra đi loan báo tin mừng và có Chúa Kitô ở cùng họ. Và điểm thứ hai tôi mời gọi quý ông bà anh chị em suy gẫm, đó là người tông đồ phải ra đi. Ra đi là loan báo tin mừng nói về Chúa Kitô cho thế giới của ngày hôm nay. Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô của chúng ta, Ngài nói rất nhiều lần về cái giáo hội của chúng ta của ngày hôm nay không được ở lại trong những cái tiện nghi vật chất và khép kín của mình. Nhưng mà tôi nhìn thấy một giáo hội phải lên đường, phải ra đi, phải đồng hành cùng với dân nghèo, phải băng bó những vết thương và chữa lành cho họ. Một giáo hội giống như hình ảnh của một bệnh viện thời chiến, phải cấp cứu kịp thời những bệnh nhân đang nằm la liệt than khóc dọc đường. Tôi chấp nhận nhìn thấy một giáo hội lấm lem và lem luốc như vậy hơn một giáo hội bên ngoài trang hoàng rất là đẹp đẽ nhưng mà ở lại trong cái sự ích kỷ và cố hữu của mình. Và chúng ta là những thành phần trong giáo hội, là những viên đá để xây dựng tòa nhà giáo hội. Chúng ta được mời gọi sống cái đặc tính này, ra đi và lên đường. Trong xã hội Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, biết bao nhiêu tình cảnh bất công tràn lan khắp nơi, từ thuốc giả cho đến thực phẩm bẩn, từ tham nhũng cho đến bóc lột, chèn ép đời sống của người dân. Tình trạng đạo đức thì suy đồi. Giữa một cái xã hội tổn thương, vụn vỡ ấy, chúng ta là những người được mời gọi ra đi để chữa lành, để băng bó cho họ đó. Tùy theo cách của mình để chúng ta sống điều này. Và đó là một thách đố luôn luôn mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Và điểm sâu cùng đó chính là tư cách chứng nhân. Chứng nhân. Hôm nay chúng ta cũng là ngày mừng kính hai thánh tông đồ Simon và Judas. Chúng ta biết tất cả các 12 tông đồ trừ thánh Gioan tông đồ đã được đầy đi ra một cái hòn đảo và Ngài chết trong tuổi già ở cái hòn đảo đó, thì còn lại tất cả tông đồ khác đều dùng chính sự sống của mình, máu của mình để làm chứng về Đức Kitô. Thánh Simon và Giuđa ngày hôm nay sau một chặng đường dài rao giảng tin mừng tại Ai Cập và cuối cùng Ngài tự đạo tại đất nước Ba Tư. Ngay cái từ tự đạo cũng mang một ý nghĩa là chứng nhân. Và chúng ta sống với đời sống chứng nhân này trong đời sống ngày hôm nay. Và nhìn lên khuôn mặt của mẹ Maria, chúng ta thấy mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc đời sống làm chứng nhân. Mẹ ra đi mang Chúa Kitô đến cho anh chị em của mình. Rất nhiều đoạn trong tin mừng nói về mẹ lên đường ra đi để làm chứng về Chúa Kitô. Lên đường đem niềm vui đến cho bà Elizabeth. Rồi sau cùng chặng đường của mẹ đó là ra đi cùng với Chúa Giêsu trên con đường khổ giá. Và ở dưới chân thập giá, mẹ là chứng nhân tuyệt vời nhất cho đấng cứu thế con của mẹ. Có thể mẹ không bị một cái lưỡi đồng nào đâm vào thân xác để phải chết, đổ máu phải chết hết. Nhưng mà ở dưới chân thập giá ấy, khi mà chứng kiến đấng cứu thế thở hơi hấp hối phút cuối cùng, chỉ có mình mẹ là cảm nhận được đứng đó là ai.
là con Thiên Chúa làm người. Và mẹ đã tự đào ngay trong lòng từ cái giây phút đó. Và hôm nay khi nhìn thấy Đức Maria, nữ vương của các tông đồ, chúng ta được mời gọi sống ba đặc tính của đời sống tông đồ: cầu nguyện, ra đi và chứng nhân. Chứng nhân trong cái xã hội ngày hôm nay, có thể chúng ta không phải gọi là đổ máu nữa, mà cũng chẳng ai bắt chúng ta phải đổ máu ra để làm chứng cho Đức Kitô hết. Nhưng mà bằng chính đời sống thường nhật của mình, chúng ta phải can đảm đứng về phía của sự thật, can đảm đẩy lui những cái giả dối bất công thối nát của cái xã hội này. Tùy theo cách của mình, đó là chúng ta sống đời chứng nhân, để chúng ta loan báo về một Đức Kitô là ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, để chúng ta được sống được ba đặc tính này trong đời sống Kitô hữu của mình: cầu nguyện, ra đi và chứng nhân. Và mỗi khi chúng ta bị chán nản bởi đời sống chưa sống trọn vẹn điều đó, thì chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria là nữ vương các tông đồ, xin mẹ cầu bầu nguyện giúp cho chúng ta sống được điều này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.